Chào anh em, chào mừng toàn thể anh em đã đến với quảng em Tùng Audio. Và ngày hôm nay thì chúng em tiếp tục lên đường dòng mic không dây JBL KM99 Plus. Hôm trước em vừa mới làm video và giờ sản phẩm này chúng em đang được giảm giá cực kỳ sâu. Nên là em cũng mang đến cho anh em cái mức giá quá tốt, phục vụ các bác. Hơn triệu đồng có ngay một mic không dây JBL KM99 Plus. Rất nhiều anh em đặt đơn hàng, em cũng đã đóng gói và gửi hàng đi kịp và hàng sớm nhất phục vụ các bác rồi. Và đây em tiếp tục làm về cái dòng mic này để phục vụ các anh em khách hàng, để anh em yên tâm hơn. Rất nhiều bác tham khảo dòng này cũng hỏi em là hàng thì hàng gì, hàng bãi hay hàng sử dụng rồi, tại sao lại rẻ như vậy. Nó thật quá, đây các bác nhìn em, đây là hàng sản phẩm mới và có bảo hành đầy đủ đến 2 tháng, mới nguyên phụ kiện ủng hộp các bác nhé. Đấy các bác, đập hộp ra em hướng dẫn luôn cho anh em cách kết nối rất đơn giản. Các bác mua mic không dây về, các bác có tất cả linh phụ kiện bên trong có sẵn rồi, bác dường như không cần phải đi mua thêm bất kỳ linh phụ kiện nào nữa cả, và trải nghiệm âm thanh được ngay. Thì anh em mua hàng với dòng sản phẩm mic không dây JBL KM99 Plus bên là cái em Tùng Audio. Đấy các bác nhìn xem, toàn bộ linh phụ kiện bên trong em để sẵn rồi đấy các bác. Đấy, chúng ta sẽ có bộ thu này. Đây các bác nhìn của em này, thiết kế bộ thu đây. Đây là phiên bản màu đen. Đấy, em này mặt phay nhôm, hai mặt màn hình, phím siết áp âm lượng tổng to nhỏ, công tắc nguồn thiết kế ngay mặt trước. Đây các bác nhá. Đấy, dây giắc cắm nguồn thì các bác cắm vào đấy cho em, phía mặt sau này. Đường cổng DC 12V, dây sạc nguồn thì nó có đi kèm bên trong nhá, các bác sử dụng cái dây này các bác cắm cho em. Và có cái sợi dây 6 ly 2 đầu thì các bác lưu ý, các bác mua hàng về các bác cắm một sợi một đầu vào đây và một đầu vào, còn lại thì các bác cắm vào âm mi của em hoặc là vào vang đấy, hoặc là vào bàn mixer vân vân. Đấy, và anh em có thể sử dụng thêm cả đường cổng ca lông nữa. Dâu hang ten thì đã sẽ là dâu liền, các bác không cần phải gắn dâu nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có quay sách giờ đi kèm. Đấy, anh em mình bắt thủ đô, rất nhiều bác hỏi có quay không thì đây có quay sách giờ nhá. Đấy, và tiếp nữa là chúng ta sẽ có 4 quả pin thử hàng. Trong đó thì chúng ta sẽ có thêm cả tay mic, thiết kế sẽ là 2 tay mic rồi. Đây là tay mic của JBL KM99 Plus. Đấy, anh em cầm nắm rất thoải mái, độ lạc ổn định chắc tay. Đấy, tất cả linh phụ kiện có sẵn rồi. Nên mua hàng về anh em chỉ cần kết nối vào các thiết bị âm thanh và trải nghiệm thôi. Và bây giờ em cắm điện lên và mời các anh em trải nghiệm lại một lần nữa. Đến từ dòng mic không dây giá chỉ có hơn triệu đồng thôi, cực kỳ rẻ, chất âm rất là hay. Ok. Em đây là giao diện thiết kế của dòng mic không dây JBL KM99 Plus. Phải nói là hơn triệu đồng nhưng mà thật sự là với thiết kế này cũng mang lại cho anh em cái vẻ đẹp rất sang trọng, đúng không ạ? Khi ra mua mic không dây về, cái điểm đầu tiên mà nó mang lại em đã nhắc đi nhắc lại cho anh em rồi, là nó sẽ mang lại cho anh em cái hình thức sang trọng và chuyên nghiệp trên bộ dàn máy âm thanh. Và đó là cái điểm đầu tiên mà rất nhiều các anh em mua mic không dây về. Và thứ hai nữa, nó sẽ hỗ trợ cho tiếng mic tiếng lời rồi. Ngay bây giờ thì mời các anh em thưởng thức chất âm của dòng mic JBL KM99 Plus giá chỉ có hơn triệu đồng nhá. Xem âm thanh của dòng mic này như thế nào. Ở đây em kết nối một con vang và cùng anh em lắp tay nghe trải nghiệm âm thanh nào. Một hai năm sáu bảy tám chín bảy. Một hai năm sáu bảy tám chín bảy. Một hai năm sáu bảy tám chín bảy năm sáu bảy tám chín bảy. Một hai năm sáu bảy tám chín bảy. Vâng, thưa anh em, như vậy là chúng ta đã được nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ dòng mic không dây JBL KM99 Plus. Đấy, phải nói các bác nghe thử âm thanh chưa? Nó có khác gì một con mic không dây khoảng tầm 1.7-1.8 thị trường âm thanh ạ. Âm thanh khỏe khoắn, thoát tiếng tốt. Nói chung là nó không có nhiều tính năng thôi, nhưng mà để nói về cái chất giọng ấy thì em thấy là âm thanh đây là đủ cái độ dày dặn rồi. Âm thanh đủ khỏe phần tiếng rồi. Đấy, không hiện tượng vỡ tiếng ù rú rít mic xảy ra. Và em thấy là chơi con mic này trong tầm giá hơn triệu đồng quá xứng đáng. Một con mic không dây có thể đáp ứng rất nhiều yêu cầu tiêu chí anh em, từ cái việc là nó mang lại cho anh em cái thiết kế giao diện phòng hát gia đình chuyên nghiệp sang trọng hơn, đến việc là hỗ trợ cho phần tiếng mic tiếng lời, âm thanh cũng rất là ổn định. Và ngày hôm nay thì chúng em mang đến cho anh em dòng mic JBL KM99 Plus. Dòng mic này thì đang được rất nhiều anh quan tâm lựa chọn đặt hàng, kể cả anh em Tùng Audio. Và ngay thì cũng có rất nhiều đơn của anh em khách hàng, trước khi gửi hàng đi chúng em đã set up và test trước và cài đặt trước tính năng rồi. Anh em nhận hàng về cứ thế kết nối và trải nghiệm âm thanh thôi. Nếu các anh em đã có nhu cầu cần mua mic không dây giá rẻ chất lượng, đến ngay cửa hàng em Tùng Audio theo số điện thoại 0979629336 đặt hàng sử dụng cho mình thiết bị mic không dây giá rẻ chất lượng JBL KM99 Plus anh em nhá.